Danh nghi công bố loại quả chữa đau khớp mọc khắp Việt Nam mà ít ai biết đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị ơi, trong những ngày trái gió trở trời như hiện nay, chắc hẳn ông bà hoặc bố mẹ của chúng ta thường kêu trời kêu đất về những cơn đau nhức ở khớp cổ, khớp đầu gối đúng không ạ? Đây chính là những triệu chứng đặc trưng của căn bệnh viêm khớp, một căn bệnh rất phổ biến, thường gặp ở những người trung niên và cao tuổi. Những cơn đau nhức xương khớp kéo đến bất ngờ, không một lời báo trước, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, lâu ngày có thể gây teo cơ, thậm chí là bại liệt. Ngày nay, khi mà y học hiện đại phát triển, đã có rất nhiều phương pháp điều trị đau nhức xương khớp, nhưng hầu hết đều tốn kém chi phí mà không phải ai cũng có điều kiện để chạy chữa. Chính vì thế, nhiều người đã tìm đến các phương pháp tự nhiên giúp chế ngự các cơn đau nhức xương khớp an toàn và hiệu quả mà không cần tìm đến thuốc tây đắt đỏ. Điển hình là các bài thuốc dân gian từ một loại quả vừa rẻ tiền vừa dễ tìm kiếm mà Sống An Nhiên sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Vậy bạn có tò mò muốn biết đó là loại quả quen thuộc nào lại có công dụng chữa đau nhức xương khớp thần kỳ đến vậy hay không? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Viêm khớp có thể hiểu đơn giản là thuật ngữ dùng để mô tả các tình trạng đau nhức và sưng tấy ở các khớp xương. Bệnh có khả năng xảy ra ở tất cả mọi người, nhưng phổ biến hơn ở phụ nữ và những người cao tuổi. Theo thống kê, hàng năm có đến hơn 50 triệu trường hợp bị viêm khớp trên thế giới. Bệnh có các triệu chứng điển hình là sưng đau, cứng khớp và vận động bị hạn chế phạm vi. Bệnh cũng có thể kéo dài trong nhiều năm, trở thành dạng mãn tính và gây ra nhiều ảnh hưởng vĩnh viễn cho xương khớp và sức khỏe tổng thể. Hiện nay, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc Tây y, nhiều người còn tìm đến các biện pháp thảo dược tại nhà, ví dụ như quả dứa. Nhiều người không khỏi thắc mắc rằng chữa viêm khớp bằng quả dứa có hiệu quả không? Theo các nghiên cứu khoa học, trong dứa có chứa một loại enzyme tên gọi là bromelain có khả năng chống viêm, giảm đau và hỗ trợ điều trị tương đương các loại thuốc điều trị viêm đau khớp, thuốc xương khớp khác. Cơ chế hoạt động của bromelain là thúc đẩy quá trình phân hủy fibrin và giảm hàm lượng fibrinogen, bradykinin trong huyết tương, từ đó giúp điều chỉnh độ thẩm thấu của mạch máu, dẫn đến giảm tình trạng đau đớn và phù nề ở các khớp. Bromelain từ quả dứa được đánh giá là liệu pháp điều trị an toàn, tự nhiên và công dụng cao cho những người đang phải đau đầu khi đối mặt với chứng viêm đau khớp xương. Dưới đây là các cách chữa viêm khớp bằng quả dứa hiệu quả mà bạn nên tham khảo. Phương pháp thứ nhất, chữa viêm khớp bằng quả dứa và nghệ. Gợi ý tiếp theo mà bài viết đem đến chính là sinh tố dứa tươi kết hợp cùng với nghệ, bột quế và dưa chuột. Đây chắc chắn là một công thức mà bạn không nên bỏ qua bởi vì loại đồ uống này rất giàu các chất chống viêm, giúp giảm đau nhức cơ khớp rất hiệu quả. Nhiều nghiên cứu y học cũng cho thấy rằng hàm lượng các hoạt chất chống oxy hóa có trong nghệ, nổi bật nhất là curcumin. Và bột quế có tác dụng tương đương với các nhóm thuốc giảm đau, điều trị viêm khớp. Với biện pháp này, bạn sẽ cần thực hiện như sau. Nguyên liệu, nửa quả dứa tươi đã bỏ lõi, một quả dưa chuột, một thìa cà phê bột quế và một nhánh nghệ tươi. Cách thực hiện, cắt dứa và dưa chuột thành các miếng nhỏ, rửa sạch nghệ, không nên cạo vỏ để giữ lại nguyên vẹn các dưỡng chất cần thiết. Cho các nguyên liệu trên vào trong máy xay sinh tố và xay cho đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn, đổ ra ly, thêm đá và thưởng thức. Bạn có thể sử dụng công thức này 2-3 lần mỗi tuần để cải thiện tình trạng sức khỏe. Phương pháp thứ 2, chữa viêm khớp bằng quả dứa và quả mọng. Sinh tố từ dứa tươi và quả mọng là một trong những cách bổ sung vitamin và khoáng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp của các loại hoa quả tươi có khả năng chống viêm, đồng thời loại bỏ những cơn đau nhức kéo dài dai dẳng ở các khớp xương. Công thức này cũng phù hợp dùng cho trẻ em, đối tượng kén ăn. Bạn thực hiện bài thuốc dân gian tại nhà điều trị chứng bệnh viêm đau khớp theo các bước dưới đây. Nguyên liệu 3/4 chén dứa tươi, 1 quả chuối đã để đông lạnh, 1/2 chén quả mâm xôi, 1 thìa cà phê hạt lanh, 1/4 chén sữa hạnh nhân hoặc sữa dừa, 1/2 thìa cà phê dầu dừa. Cách thực hiện, bạn cho tất cả các nguyên liệu kể trên vào trong máy xay sinh tố và xay trong khoảng 15-20 giây để tạo thành hỗn hợp kem mịn. Đổ ra ly và thêm lên trên bề mặt bất kỳ loại phụ liệu nào bạn thích, ví dụ sữa chua, kem tươi, óc chó nghiền nhỏ. Nếu bạn muốn món sinh tố đặc hơn, bạn có thể bỏ bớt phần sữa trong công thức. Bạn nên thực hiện 2-3 lần mỗi tuần và duy trì một thời gian dài để bài thuốc đạt hiệu quả cao nhất. Phương pháp thứ 3, chữa viêm khớp bằng quả dứa, cà rốt, cần tây và chanh. Công thức tiếp theo có trong danh sách này tiếp tục là một món thức uống từ dứa tươi.
Các phụ liệu khác như cà rốt, cần tây hay chanh đều là những loại thực phẩm nhiều vitamin, khoáng chất cùng các hoạt chất chống viêm hiệu quả. Bên cạnh đó, thức uống này còn giúp chị em phụ nữ có một làn da mịn màng và trắng dáng hơn. Bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây. Nguyên liệu: nửa quả dứa tươi, nửa củ cà rốt, một bó rau cần tây và một thìa cà phê nước cốt chanh. Cách thực hiện: sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu và cắt thành từng miếng nhỏ. Với cà rốt, bạn không cần nạo vỏ vì sẽ làm mất dinh dưỡng có trong đó. Cho tất cả vào máy xay sinh tố và nghiền đến khi nhuyễn mịn. Nếu bạn không thích uống bã, bạn có thể sử dụng máy ép hoặc lọc hỗn hợp đã xay qua dây lọc. Bạn nên sử dụng thức uống từ dưới tên này 1 đến 2 lần mỗi tuần để cải thiện tối đa các triệu chứng bệnh. Ngoài ra, có thể kết hợp dứa trong các món ăn, vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa hỗ trợ cải thiện các biểu hiện bệnh lý xương khớp. Phương pháp thứ tư, salad dứa, lựa chọn bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe. Một trong những cách đơn giản nhất để sử dụng dứa chính là tiêu thụ nó như một loại thực phẩm hàng ngày. Bạn có thể kết hợp dứa cùng với nhiều loại rau xanh, đây là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan rất hữu ích đối với sức khỏe. Món salad dứa tươi không chỉ giúp giảm đau nhức khớp mà còn tăng cường hệ tiêu hóa và giúp phòng chống nguy cơ tiểu đường, tim mạch. Bạn có thể thực hiện theo các bước như sau. Nguyên liệu: 2 cây rau xà lách xoăn, 1 chén cà chua bi, 1 chén ớt chuông đỏ, 1 chén rau súp lơ, 1 chén dứa tươi, phô mai, muối, tiêu và dầu ô liu. Cách thực hiện: sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu, cắt nhỏ cà chua bi, ớt chuông, súp lơ, dứa tươi và rau xà lách xoăn thành các miếng vừa ăn. Cho tất cả vào một tô lớn, lần lượt thêm phô mai, muối, tiêu và dầu ô liu tùy theo khẩu vị rồi trộn đều tay. Bạn có thể ăn món salad dứa tươi này đều đặn hàng ngày hoặc ít nhất mỗi tuần một lần. Lưu ý khi chữa viêm khớp bằng quả dứa. Trong khi sử dụng biện pháp chữa viêm khớp bằng quả dứa, bạn cần lưu ý một số các vấn đề dưới đây. Thứ nhất, không nên chế biến dứa ở nhiệt độ cao vì sẽ làm mất đi hơn 50% lượng bromelain có trong loại trái cây này. Cách sử dụng chúng tốt nhất là ăn tươi hoặc dùng trong salad và sinh tố. Thứ hai, các cách chữa viêm khớp bằng quả dứa chỉ thích hợp trong các trường hợp bệnh ở mức độ vừa và nhẹ. Nếu bệnh có dấu hiệu tiến triển nặng hơn, bạn cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng phụ thuộc nhiều vào cơ địa nên có thể sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Thứ ba, chữa bệnh viêm đau khớp bằng dứa cần có sự kiên nhẫn vì sử dụng dứa tươi thông qua ăn uống chỉ đáp ứng cho cơ thể bạn khoảng 2,15% lượng bromelain. Chính vì vậy, nếu muốn giảm viêm hiệu quả, bạn cần tiêu thụ nước ép dứa đều đặn và lâu dài. Thứ tư, có thể kết hợp mẹo điều trị này với các phương pháp điều trị khác như phương pháp Tây y, bài thuốc Đông y hoặc châm cứu chữa đau nhức xương khớp. Tuy rằng dứa rất ít gây kích ứng, nhưng với những người nhạy cảm, nó có thể gây ra một số các tác dụng phụ như nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, sưng miệng và má, chậm kinh ở phụ nữ. Đối với người bình thường, tiêu thụ quá nhiều dứa có thể gây rát lưỡi. Thưa quý vị, chữa viêm khớp bằng quả dứa là phương pháp điều trị an toàn, tự nhiên, cho dù bạn có đau nhức cỡ nào cũng khỏi tịt. Tuy nhiên, trong khi sử dụng biện pháp chữa viêm khớp bằng quả dứa, bạn cũng cần lưu ý nên sử dụng đúng liều lượng và đúng cách để không gây ra một số tác dụng phụ cho cơ thể nhé. Ngoài ra, để đẩy nhanh quá trình điều trị, người bệnh nên kết hợp với những bài thuốc chữa viêm khớp dân gian dưới đây. Chỉ với những nguyên liệu thiên nhiên có sẵn cho cuộc sống hàng ngày, giúp bạn sớm nói lời vĩnh biệt đau nhức xương khớp thần kỳ, đồng thời nâng cao sức khỏe và đánh bay bệnh tật. Cụ thể, đó là những bài thuốc tự nhiên nào, cách thực hiện ra sao, hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, sử dụng gừng chữa viêm khớp. Theo y học cổ truyền, gừng tươi có vị cay, nóng, mùi thơm, tính ấm, giúp giảm các cơn đau do khớp gây nên. Dưới đây là một số cách sử dụng gừng tươi trong hỗ trợ điều trị bệnh viêm đa khớp. Cách thứ nhất, đắp gừng lên khớp đau. Dùng 200g gừng tươi giã rồi lấy vải mùng bọc lại, đun 2 lít nước sôi rồi cho bọc gừng vào, để lửa nhỏ, giữ cho nồi nước luôn nóng. Lấy một chiếc khăn nhúng vào nồi nước gừng, sau đó nhấc lên và vắt khô. Gấp khăn làm 4 đắp lên chỗ đau, cứ liên tục đắp và thay khăn đắp trên các vị trí khớp đau. Thời gian đắp từ 25 đến 30 phút mỗi lần, mỗi ngày đắp 3 lần mới có hiệu quả. Cách thứ 2, ngâm chân với nước gừng, muối nóng.
Chuẩn bị 30 g gừng tươi, 20 g muối hạt và 2 lít nước. Dùng nồi đổ 2 lít nước sạch, đun đến nhiệt độ khoảng 50 đến 60 độ C. Sau đó, cho gừng đã giã và muối vào nồi nước nóng. Dùng nước nóng gừng muối để ngâm chân mỗi ngày một lần từ 15 đến 30 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thứ hai, sử dụng tinh bột nghệ. Để đẩy lùi tình trạng đau nhức do bệnh gây ra, người bệnh có thể tham khảo và áp dụng ngay các cách dùng tinh bột nghệ chữa viêm khớp sau đây. Cách thực hiện như sau. Lấy 5 muỗng tinh bột nghệ và 5 muỗng bột ớt khô cho vào một chiếc đĩa lớn, sau đó thêm vào 2 chén dầu dừa với 25 g sả khô. Trộn đều tất cả các nguyên liệu nêu trên rồi bỏ vào lò vi sóng ở nhiệt độ từ 150 độ C trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 tiếng. Tiếp đó, cho hỗn hợp vào tấm vải lọc đã được giặt sạch và vắt lấy dung dịch thuốc. Cuối cùng, cho vào lọ thủy tinh và bảo quản ở nơi khô thoáng để dành dùng dần. Cách dùng, người bệnh sử dụng dung dịch thuốc này bôi lên vùng khớp bị đau nhức và tiến hành xoa bóp, massage nhẹ nhàng 10 đến 15 phút. Chất xuất từ các vị thuốc tự nhiên sẽ thấm sâu vào bên trong, giúp làm giảm đau, giảm sưng và hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, để cách dùng tinh bột nghệ chữa viêm khớp này mang lại hiệu quả điều trị cao, bệnh nhân cần thực hiện thường xuyên 2 đến 3 lần mỗi tuần. Thứ ba, sử dụng ngải cứu. Từ ngải cứu, bạn có thể chế biến ra nhiều món ăn bài thuốc vừa có lợi cho sức khỏe, lại giúp hỗ trợ điều trị viêm khớp. Ngoài ra, ngải cứu còn được dùng làm thuốc uống trong và chườm ngoài để cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp do căn bệnh này gây ra. Cách thứ nhất, trị viêm khớp bằng thuốc sắc từ ngải cứu. Chuẩn bị một bó ngải cứu, có thể dùng dạng tươi hoặc khô. Cách sử dụng, ngải cứu đem nhặt những lá tươi ngon, rửa cho sạch tạp chất. Sau đó bạn cho vào ấm, đổ thêm 500ml nước vào sắc trong khoảng 20 phút, gạn nước ngải cứu ra chia uống 3 lần. Thuốc sắc ngày nào nên uống hết ngày đó, nếu để qua đêm sẽ dễ bị thiêu và nhiễm khuẩn. Cách thứ hai, kết hợp giấm và ngải cứu chữa viêm khớp. Chuẩn bị 100g lá ngải cứu, giấm gạo. Cách thực hiện, sau khi rửa ngải cứu sạch sẽ, bạn đem giã nát, trộn chung với một ít giấm sao cho hỗn hợp không quá ướt. Tiếp theo, làm nóng hỗn hợp trên rồi cho vào trong một cái túi vải xoa nhẹ nhàng ở khu vực khớp bị viêm. Thực hiện mỗi lần 15 phút, 2 đến 3 lần mỗi ngày. Nhiệt nóng tỏa ra kết hợp cùng các chất sát khuẩn từ giấm và các hoạt chất trong ngải cứu sẽ giúp nhanh chóng cắt đứt cơn đau, cải thiện tình trạng viêm nhiễm tại khớp. Quý vị thân mến, viêm khớp là một căn bệnh khá phổ biến, không chỉ ở nước ta mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Căn bệnh này không loại trừ bất kỳ ai, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Vậy nên, việc chăm sóc và bảo vệ hệ cơ xương khớp là vô cùng quan trọng. Cách đơn giản nhất mà tôi nghĩ rằng ai cũng có thể thực hiện đó chính là áp dụng những bài thuốc dân gian kể trên giúp xương khớp luôn chắc khỏe và dẻo dai. Bên cạnh việc dùng thuốc hay các biện pháp điều trị thảo dược, bạn cũng cần tăng cường vận động thể chất và xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học cho bản thân nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.